Một nạn nhân tử vong vì bị đánh chém vào vùng đầu. Một nạn nhân khác bị thương. 8 đối tượng trong vụ án nhận hình phạt thấp nhất 10 năm tù cho đến án chung thân. Chỉ vì một mâu thuẫn không đáng có trong quá trình kích đánh run trái phép đã đẩy chục gia đình vào cảnh khốn cùng, bất hạnh. Người mất, người đi tù, gánh nặng và nỗi đau đè nặng lên chính cha mẹ vợ con. Tháng 11 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tối 21 tháng 11 năm 2021, một nhóm người thuộc xã An Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc qua địa bàn thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội kích run. Khi đang đánh run, nhóm người này bị một nhóm người xã Minh Châu, huyện Ba Vì chém vào máy kích, ngăn cản không cho đánh run. Trên đường về do bực tức, Hoàng Văn Khu cùng với nhiều đối tượng khác cùng ở Yên Dương đã nảy sinh ý định trả thù cho những người đi kích run ở xã Minh Châu, đưa sang Vĩnh Phúc đem bán. Đối tượng Hoàng Văn Khu là có sử dụng một chiếc dao dạng liềm. Còn các đối tượng khác thì chuẩn bị gậy khi có phát hiện hai xe máy đi về phía ngã ba, đi về phía thôn Tân Lập để bán run. Các đối tượng nhận định được đây là nhóm người từ Minh Châu sang bán run. Các đối tượng đã xác định là cứ gặp người Minh Châu là đánh, cho nên các đối tượng đã tiếp tục chặn và đánh. Trong đó thì có đối tượng Hoàng Văn Khu dùng dao dạng liềm chém vào đầu một anh là anh Nguyễn Danh Hào. Do anh Hào đội mũ bảo hiểm cho nên là chỉ vừa mũ bảo hiểm. Sau đó thì anh Hào và đi cùng anh Nguyễn Tài Hòa bỏ chạy. Thế thì các đối tượng chia nhau ra đuổi. Trong đó thì đối tượng Hoàng Văn Khu và một số đối tượng khác đuổi theo anh Nguyễn Tài Hòa. Còn bọn nhóm đuổi theo anh Nguyễn Danh Hào. Khi anh Nguyễn Tài Hòa chạy được 300-500 mét thì các đối tượng đã dùng chân để đá vào chân anh Nguyễn Tài Hòa ngã xuống. Và sau đó thì vào đánh, trong đó có đối tượng Khu cầm dao chém vào đầu anh Nguyễn Tài Hòa. Với hành vi mang tính chất côn đồ, nhóm 8 đối tượng xã Yên Dương, huyện Tam Đảo đã phải trả giá bằng bản án thích đáng từ 10 năm tù đến án chung thân. Hậu quả mà các đối tượng gây ra không chỉ là sự ra đi đầy tiếc nuối, niềm mất mát cho gia đình nạn nhân, mà nặng nề hơn khi để lại gánh nặng cho chính cha mẹ, vợ con, gia đình các đối tượng. Các trường hợp này thì đều thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo, đều là những cái lao động chính trong gia đình. Các cái hộ gia đình này thì đều là thuộc diện khó khăn. Từng bị án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Hoàng Văn Khu không biết lấy đó là bài học. Trái lại, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nghi ngờ người đánh run thuộc xã Minh Châu, Khu đã khởi xướng rủ các bị can khác đánh chặn người từ Minh Châu đem run sang Vĩnh Phúc bán. Đối tượng với bản án chung thân, lúc này Hoàng Văn Khu mới vỡ ra lầm lỗi của bản thân. Gia đình em đã là trong diện là hộ nghèo, hộ khó khăn. Bây giờ mình là chủ cột chính, vợ em thì là cũng ốm yếu, cũng không đi làm được việc để còn kiếm được đồng tiền, các con còn nhỏ. Bây giờ tự nhiên lại đẩy gia đình vào cái khó khăn này, thực ra em ân hận và em biết là mình có lỗi với gia đình, với vợ con nhiều lắm. Con trai đi tù không biết ngày trở về, con dâu bệnh yếu. Vậy là bao nhiêu gánh nặng lại đổ dồn lên hai thân già. Mỗi lần nghĩ đến ông bà Trần Thị Thái lại không khỏi ngậm ngùi xót xa. Đứa con dài từ ngày bố nó đi bây giờ nó cũng nó cũng nghĩ hay khóa, đâm ra nó cũng chả được ấy lắm, chả được nhanh nhẹn như con người ta, nó cũng có cổ ạ. Vừa thương con lại nghĩ vừa thương cháu.
Trong vụ án có nhiều điều hối tiếc với các đối tượng, như trường hợp hai cha con Lê Văn Mạnh khi nghe tin Hoàng Văn Khu đề xuất về việc đánh người. Hai cha con đã không suy nghĩ thấu đáo mà hưởng ứng tham gia. Bố tôi thì tình trạng sức khỏe thì cũng không được khỏe. Ông ở nhà cũng bệnh tật. Như là ông mai ông dính vào ông mức án ông 10 năm. Còn bản thân tôi thì 12 năm. Lo lắng cho mẹ già với lại ba đứa trẻ con ở nhà. Thì mẹ ở nhà bây giờ mẹ cũng nhiều bệnh tật. Ốm đau suốt thì biết thường xuyên thì là cũng vất vả. Và đứa trẻ con thì bây giờ có mẹ không có bố thì cả năm trở đi về. Sinh được ba người con thì đứa lớn mất khi còn nhỏ. Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh cố thêm cô con gái năm nay mới học lớp 3. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kinh tế khó khăn, chồng bà là Lê Văn Thành và con trai Lê Văn Mạnh làm thêm nghề đánh kích run đem bán để tăng thu nhập gia đình. Điều bà không thể ngờ là cả hai bố con đều tham gia vào việc đánh người. Giờ cả chồng và con trai đi tù, thiếu vắng người đàn ông trong nhà, một mình bà phải cáng đáng chăm sóc dạy dỗ ba đứa trẻ. Nói đến thế thì tôi buồn khổ đó. Biết làm nào bây giờ cô nói chung là không nói các cô hiểu đấy. Bây giờ con thì mất như thế xong bây giờ lại còn bố con mà chỉ sơ suất có tí thôi, nói thật là cháu nó đi thì nó tôi đã không cho đi đâu. Bây giờ nói thật là tôi cũng cố gắng đấy. Trước lúc đấy chồng con tôi này tôi cũng quỵ, tôi cũng không dạy được, không chị em anh em các cháu động viên. Còn tôi lúc được tháng là tôi tưởng là cũng không sống được kiểu cô. Một gia đình có hai anh em trai thì cả hai đều dính vào vụ án. Người anh Đặng Văn Quân phải trả giá 12 năm, còn Đặng Văn Nhu bị xử phạt 14 năm tù. Vốn dĩ hai anh em không có mâu thuẫn gì với nạn nhân. Chỉ vì sự bốc đồng, hai anh em Đặng Văn Nhu đã cùng theo Hoàng Văn Khu và các đồng phạm tham gia vào việc đuổi đánh hai anh em nạn nhân Nguyễn Tài Hòa và Nguyễn Sinh Hào. Gần 2 năm, kể từ khi Đặng Văn Nhu đi tù, ngôi nhà dần trở nên hoang tàn khi thiếu đi người trụ cột trong gia đình. Tôi có vợ và ba con, bố mẹ già, thu nhập kinh tế thì trước tôi ở nhà thì tôi nhá. Mẹ tôi đi thì nhà thực sự cũng rất là vất vả. Tôi biết là việc đánh bắt run là sai trái với pháp luật nhưng cũng chỉ vì là hoàn cảnh và cuộc sống thôi. Đây là ngôi nhà của đối tượng Lê Văn Hưởng. Hưởng vào tù để lại người mẹ già, vợ và hai đứa con nhỏ. Khi chúng tôi đến thăm, điều bận lòng người mẹ già nhất là ngày chồng mất con trai đi tù, không thể về chịu tang. Thậm chí là đến giờ gia đình bà vẫn giấu Lê Văn Hưởng trước cái chết của bố để con trai không phải nghĩ ngợi thêm. Cũng không dám phô bố ốm mổ cắt một nửa lá gan, nhưng mà đi thăm con hỏi bố khỏe, muốn bảo bố khỏe con ạ, để không dám nói, để em nó trong đấy nó đã suy nghĩ rồi mà bây giờ lại thêm một tí suy nghĩ cho nó nghĩ quẩn, nó chẳng nghĩ khôn nữa thì là nó nguy hiểm. Mẹ đi thăm nó cứ hận mãi, nó mẹ ơi bây giờ mẹ già yếu như này con chả làm gì được cho mẹ, cho mẹ đau khổ, mẹ vẫn già này, mẹ đi thăm con. Đáng thương nhất vẫn là những đứa con của các đối tượng. 8 đối tượng đều đã có gia đình riêng với những đứa con nhỏ. Thiếu bàn tay chăm sóc của những người cha, chúng như chim nhỏ bơ vơ, tủi hổ. Tương lai những đứa trẻ này liệu sẽ đi về đâu?
cô cháu cứ ôm nhau khóc thế nào, cứ con bé này 3 tháng rồi cô ở xong tôi phải dọa nuôi nó ra cổng, bảo nếu còn khóc đó, nuôi ra cổng thì là nó mới thôi, nhưng mà nó cũng biết đấy, nó biết rồi cô ạ. Cháu nó cũng biết đấy, nó cũng buồn lắm. Từ ngày bố đi giờ, đứa lớn nó con nó nghĩ đến bố nó cũng phải khóc. Hai đứa bé cũng thế, ngày nào nó cũng nhắc đến bố. Đứa bé thì đứa thứ hai thì đi học thì chúng bạn cũng xỉ thân, vậy cũng nói chuyện. Nó mà bố con họ kia về nó cũng xỉ thân, cũng khóc, cũng hàn nàn. Còn đứa bé 4 tuổi đang học lớp mẫu giáo, lên trường thì cô giáo cũng động viên. Bây giờ lúc vẫn đánh lừa cháu bảo bố đi làm ăn. Điều sau cùng vẫn là niềm ân hận muộn màng của các đối tượng khi gây nên cái chết cho anh Nguyễn Tài Hòa, chú tại xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội. Cũng vì mục đích lo kinh tế cho gia đình, cả nạn nhân và các đối tượng lựa chọn việc đánh kích run trái pháp luật để dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Em muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình của nạn nhân, là em rất có lỗi đã làm cho gia đình có một cái nỗi đau mà sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được. Em thật sự là xin cúi đầu xin lỗi. Cái hành vi của em thì không những là đã đẩy là gia đình bị hại vào thế khó khăn, mà cũng để những người là đồng phạm của em, cũng đẩy gia đình của anh em cũng vào những cảnh rất khó khăn giống như nhà em. Em muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Điều đáng tiếc nhất là cho gia đình nạn nhân, là chúng tôi không may đã gây cái sự mất mát mà không ai mong muốn, mà tôi cũng không thể bù đắp được cho gia đình nạn nhân. Và cái thứ hai là cái hậu quả đến 8 gia đình phải gánh chịu, là bây giờ ai đấy cũng đều phải trả cái giá cho pháp luật. Và còn con nhỏ ở nhà thì mẹ già đau ốm bệnh tật thì chúng tôi rất là tiếc vì không chăm sóc được cho bố mẹ lúc tuổi già, và các con lúc tuổi thơ cần bố cần mẹ bên cạnh. Tôi chỉ mong mọi người tha thứ lỗi lầm của tôi đã gây ra. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng coi thường pháp luật. Việc đánh kích run hay sự nóng giận thiếu hiểu biết của các đối tượng đều có thể để lại hậu quả rất lớn. Là người dân tự ý sử dụng kích điện để đi kích run. Cái việc này là trong pháp luật Việt Nam là chưa không cho phép, là hủy hoại môi trường và gây mất an ninh trật tự. Thì sau khi sự việc xảy ra, trước khi sự việc xảy ra và sau khi sự việc xảy ra thì cơ quan điều tra cũng tham mưu cho ban giám đốc nhiều văn bản ban hành để tuyên truyền người dân việc là kích run là không đúng quy định pháp luật và gây ảnh hưởng môi trường, hủy hoại môi trường, gây đến an ninh trật tự, và nếu mà tiếp tục phát hiện thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Đối với những người không biết trân trọng giá trị cuộc sống, vi phạm chuẩn mực đạo đức, quy định pháp luật thì việc trả giá bằng những năm tháng trong tù là kết quả không thể tránh khỏi. Thế nhưng gánh nặng, những hậu quả mà họ để lại cho người thân thì lại là rất lớn, không biết đến bao giờ mới có thể vơi đi.